bình an tâm sự trong ngày sinh nhật, 4 năm yêu nhau thì đây là lần đầu sinh nhật mình có bạn ấy ở bên cạnh. Nam diễn viên cũng không quên nhắc bạn gái chuyện cưới xin khi nói năm nay mình 29 rồi đấy bạn ạ. À. Đáp lại, Á Hậu nói, chúc mừng sinh nhật bạn bên cạnh, năm nay mình mới 24 thôi. Bé Lê Ông Lý Lắc khi chụp ảnh cùng bố Kim Lý. Siêu mẫu Thanh Hằng vừa nhâm nhi bỗng ngô, vừa đọc sách tại nhà. Ca sĩ Chúc Nhân giải đáp một số thắc mắc của bạn bè, Khán giả khi ở nhà tránh dịch, tóc dài không? Miễn bàn. Ăn uống sao? Cố gắng đầy đủ, bổ sung các loại vitamin. Có nguồn thu không? Mọi người sao em vậy? Có mập không? Không, tập liên tục không bỏ ngày nào từ lúc giãn cách. Thèm hát không? Vô cực. Si Chess sẽ làm gì? Ngủ. Có tin là sẽ sớm hết dịch không? Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Vợ chồng diễn viên Bình Minh và hai con nỗ lực tập thể dục để nâng cao sức khỏe khi ở nhà tránh dịch. Ca sĩ Thu Mình đùa rằng bản thân đã yên bề gia thất nên thảnh thơi ngồi nhâm nhi, chờ xem hội các chị em chưa chồng qua ngày thất tịch ăn chè đậu đỏ đã có bồ chưa. Xuống nhà nấu mì nhưng Vân Hugo cũng lên đồ và mất cúc xinh đẹp khiến ông xã bất ngờ và hỏi vợ chuẩn bị đi đâu khiến cô phì cười mc quyền linh tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân nghèo mùa dịch và động viên mọi người sợi dây răng covid nghiệt ngã ấy đã và đang chia cách tình bạn của chúng ta sự ngăn cách ấy đã tạo ra không biết bao nhiêu là sự khốn khó mất mát và đau thương cho hàng vạn gia đình trên mọi khắp nẻo đường đất nước hãy cố gắng lên việt nam tôi ơi chúng ta sẽ thắng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải thắng khát vọng một ngày không xa sợi dây răng covid kia chỉ còn là những ký ức một ký ức sẽ mãi mãi không bao giờ quên diễn viên Ngân Khánh được khen ngày càng trẻ đẹp. Ti, ti đăng ảnh vui nhộn chúc mừng sinh nhật diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh. Cả hai được cho là đang bí mật hẹn hò, nhưng người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận. Sau thời gian ở ẩn, Hoài Lâm ngày càng tích cực xuất hiện trên mạng xã hội. Hà Mi